One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? Hello, xin chào mọi người, welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nữa. Ngày hôm nay là ngày iPhone 14. Họ đã ra rồi, thì ngày hôm nay Brian đã đặt cái iPhone ở trên mạng. Bây giờ ngày hôm nay đi lên đó lấy iPhone xong rồi về nhà lại để unbox. Mình sẽ làm một cái quick unboxing, với lại mình sẽ nói về cái iPhone 14 Pro Max. Tại cái đó là cái phone mình sẽ lấy ngày hôm nay. Thì mình sẽ đi đó, xong rồi mình sẽ về đây, mình sẽ nói mọi người chia sẻ về cái iPhone 14 Pro Max nó như thế nào nha, với lại mấy cái feature nào mà để coi nó khác biệt như thế nào. Ok, mình Brian sẽ đi ra đó cái tiệm, xong rồi mình sẽ quay lại đây, xong Brian sẽ chia sẻ với lại mọi người cái iPhone 14 Pro Max nó như thế nào. So let's go. Rồi mọi người, mình đã tới cái mall, bây giờ mình sẽ đi lấy cái iPhone ở trong cái tiệm Apple Store. Oh, nè, hứng thở quá. Lấy được cái phone iPhone Max. Đoán rồi, dưới comment mọi người nghĩ Brian lấy màu nào nha. Cho Brian biết. Cho mình đi. Yes. Mình tưởng là cái này mình không cần xếp hàng mọi người, mà mình cũng phải xếp hàng chút xíu. Hy vọng không lâu mấy. Rồi, mình đã lấy được rồi cái iPhone này mọi người. Bây giờ mình sẽ về, mình sẽ unbox cho mọi người xem nha. Mà trước tiên mình về nữa, mình phải đi qua chỗ khác, mình mua thêm một cái nữa cho vợ mình, mà nó phải đi qua chỗ khác. Ok, let's go. Rồi, mình đang ở chỗ Short Hill. Mình pick up thêm hai cái điện thoại. Một lúc nãy cái điện thoại bên kia là mình pick up cho má vợ mình. Bây giờ mình qua đây mình pick up cho mình với lại vợ mình. Đó, bên đây Short Hill. Thôi mình lấy xong rồi, tiếng mình về mình sẽ review cho mọi người nha. 3, 2, 5, see you. Chào anh. Rồi mọi người, mình đang sẵn ở Apple Store rồi. Tại vì họ sẽ đổi cái phone của Brian đó, là iPhone 14 Plus Max cho vợ mình với lại mình luôn. Sẵn ở đây thì mình unbox đây luôn, tại vì họ sẽ phải unbox, mình không có unbox ở nhà được. Tại vì mình phải làm cái phone ở đây, thì mình sẽ unbox như đây nè. Xé luôn á. Ok, iPhone 14 Pro Max. Đã chưa? Nice. Rồi, mình sẽ upgrade này xong mình sẽ nói ở nhà nha. See you in a bit. Great, thank you. Hello, xin chào mọi người. Mình đã lấy xong cái điện thoại iPhone 14 Max Pro ngay đây. Color màu tím. Nè, cái màu tím mà mọi người thấy không? Cực kỳ đẹp, quá đẹp luôn. Thì Brian muốn chia sẻ là cái iPhone 14 này nó có cái gì ở trong đây, với lại nó có cái upgrade gì. Nếu mà mọi người thích thì mọi người upgrade lên, còn nếu không thì thôi. Mà họ
Trước tiên á, cái iPhone 14 Max Pro này á, ở trong cái line của cái đời mới á, là cái color mới nhất là cái color màu tím. Nó gọi là giống như là dark purple, kiểu mà tím mà tím đậm đó, không phải tím mà bright, nó tím là vừa vừa. Xong rồi cái màu mà Brian thích nữa là cái màu đen. Màu đen nó nhìn thấy khác biệt cái màu đen mà ngày xưa. Nó không phải là mát mà nó giống như kiểu mà láng, cái đằng sau nó hơi thấy mát thôi, mà cái phía như là cái size của cái màu đen nó đẹp lắm. Thì Brian chia sẻ về cái iPhone 14 này nó có cái gì mà khác biệt ở trong đó nha. Trước tiên á là cái display của họ. Cái display á nó có cái gọi là cái ngày xưa là ở bên trên á là một cái giống như là cái cut out. Nó gọi là giống như là cái the nut. Vì nut là giống như là cái mà thì có cái miếng mà bây giờ nó gọi là, đúng rồi, nó gọi là dynamic island. Là ngay giữa của cái bên trên á là họ làm thành một miếng giống như là cái circle luôn. Mà trong đó là mấy cái camera, lại mấy cái sensor của nó là ngay đó. Thì Brian nói là cái sensor của nó là ngay bên trên, là nó có mấy nó có cái camera ở phía bên trên. Bây giờ là cái camera đó là nó là 12 megapixel. Đây, để Brian đọc lại coi lại nha. Brian chia sẻ đó các, là cái trước tiên là cái display của cái Apple với lại cái widget của nó là lúc nào nó cũng gọi là nó có the on display, là như là mình để cái phone như là nằm đó, họ cái phone nó vẫn light up giống như là cái background của họ, cái thời gian với lại cái giống như là mấy cái mà widget mình muốn thì nó sẽ glow up, nó gọi là always on display, là một cái đó là cái function của cái đó. Xong rồi họ có cái mới nữa là trong đây là sẵn á, là cái camera. Brian chia sẻ cái camera của họ là bây giờ là 48 megapixel. Rất là đẹp camera. Brian phải nói ai mà upgrade lên, thường đa số Brian đã dùng qua iPhone rồi lâu đời à, thì lúc nào iPhone cái camera họ cũng là đẹp lắm. Mà sau đó nữa mọi người, cái bây giờ iPhone bây giờ họ không có giống như là xài SIM card nữa. Thì ai mà giống như là muốn lấy cái phone này mà đi qua nước khác hay đi qua chỗ nào khác ở trên thế giới thì bây giờ họ iPhone bây giờ là không có xài SIM card, mà họ xài bây giờ là gọi xài là eSIM card. Thì nếu mà mình đi qua ra khỏi nước Mỹ hay là gì, mình phải liên lạc với lại cái người mà bên maybe ở bên thế giới bên kia hay là chỗ nào mọi người đi á, thì họ giống như mình đổi qua eSIM. Thì Brian nghĩ mai mốt đây á, công ty nào cũng sẽ theo cái người giống như công ty lớn giống như Apple vậy. Nó Apple mà bỏ eSIM là đa số là mấy công ty khác họ cũng sẽ bắt đầu đi theo cái tụi Apple rồi. Xong rồi còn mấy cái đặc biệt nữa là bây giờ mấy cái camera, mấy cái đồ đó là 3x là nó bây giờ là nó rất là đẹp luôn. Xong còn cái gì nữa mà đặc biệt nữa ha. Giờ cái đó là camera của cái đó. Xong rồi telecamera, wide angle thì cái đó là đơn giản thôi. Bây giờ nó power by cái chip mà A16 ở trong cái iPhone này. Battery life là bây giờ là lên tới gần nếu mà mình constantly play đồ là 23 tiếng. Còn nếu mà giống như là kiểu mà video playback là 29 tiếng lận. Chia sẻ cho mọi người là cái nào có thêm trong đây đó, tại vì mình chưa tìm hiểu thêm. Thì mai mốt nếu mà mọi người thích giống như là Brian giống như là nói thêm về cái máy Apple này thì comment bên dưới cho Brian nha. Và cái này là giống như là cái first impression, với lại mình muốn chia sẻ cho mọi người là cái phone này nó có cái gì trong đây. Thì đơn giản, nhanh lẹ thôi, để cho mọi người hiểu biết, để mọi người muốn mua thì đi ra mua, còn nếu không thì thôi. Và Brian lúc nào thì Brian cũng thích Apple product, tại vì cái product của Apple Brian lúc nào cảm giác là họ cũng làm đều là chất lượng hết. Thì bây giờ Brian đã, ngày xưa này đều xài Apple, ngày xưa Brian cũng đã xài giống như Samsung với lại mấy cái điện thoại khác, mà nó thiệt so sánh á thì không biết tại sao mà Apple lúc nào Brian cũng cảm giác là nó đẹp. Và nó giống như là kiểu mà tiện lợi, mà cũng là cái feeling cũng quá là giống như là
giống như build very very good đó mọi người, là cái build của nó là quá là tốt luôn. Thì cái đó là một cái chia sẻ. Ồ, bên đây nữa, cái phía đằng sau này á, Ryan cảm giác nó very nó khác cái ngày xưa, nó more grippier, nó giống như là mình cầm nó không có trơn mấy. Dạ, nó không có trơn nữa. Mà chỉ có cái Brian nhìn thấy á, là cái bên hông này á, như là mấy cái size này á, là nó cái tay của mình á, nó dính dễ lắm. Nó giống như là fingerprint, giống như là mấy cái tay của mình mà đụng vô là nó dính nhiều lắm. Giống như Brian từ nãy giờ cầm cái này chút xíu sơ sơ thôi mà mấy cái bên hông này á, là nó giống như là nó nhìn thấy dơ làm sao. Nó không có láng. Chỉ có cái đó thôi. Mà rất là đẹp. Thì hy vọng mọi người thích cái giống như quick unbox lại cái first impression của cái iPhone này mình mới lấy được, sở hữu được cái iPhone 14 Max Pro. Thì như Brian nói, Brian thích cái màu purple của nó năm nay, là cái màu đặc biệt này, với lại cái màu đen. Nếu mà Brian thực sự hai lựa chọn thì Brian sẽ lấy cái đó. Mà nó không có màu gold and silver luôn, là white á, kiểu silver. Thì yeah, thì cái đó, cái này là một cái chia sẻ của Brian cho mọi người. Ok, thì hy vọng mọi người thích cái episode này. Lúc nào Brian nhớ nhở cho Brian thumbs up, subscribe and comment bên dưới nha. Until next time mọi người, I'll see you. Peace. Đó, ngày hôm nay là Brian có thằng cu này á. Chào cô chú Chase. Nó là dùng cái iPhone của Brian nó coi video rồi đó. Dữ dội nha. Nè, còn cái này đưa vợ mình nè, tặng vợ mình nhé. Bye bye.